Hello mọi người, có những người nói đi, cái con nâu nữa nó mang gì cả, nó nuôi sĩ, nó không mang, nó như lệt đi. Nói thật cả bạn cái mang cho mà hôi hẳn cao, buổi này mới lên ngôi quái vị dạo này. Mà nâu thì nói thật cả bạn nhiều khi cũng nuôi khốn, đường nuôi dài, nên ngớ nên ngẩn, ai nghe thôi. Những thầy bốn lời cái đặng mà cái tên nó là tên nó nặng nhọc hết. Tên nghe là gì này, cái chuyện này cái chuyện tệ nhì. Mà em nâu cũng sẽ phải làm video để cho các chị thức tỉnh lên. Rí phải lên ba cháu tất chỗ tất lên ra chỗ là ray lắm. Còn như ba đó lên ba mà mặc cái đồ tập ghế, mặc cái đồ thể dục đi ngôi đàng á, tên nói những cái đồ này là đồ tập ở phòng, chúng phải lấy những cái đồ này là những cái đồ mặc để đi rào mạt buổi chiều mà thao hình bố duyên mần đâm đi này, tưởng là ba ta đây thật các bạn cho mần bài đi nhìn là cháu ơi mần đâm đi là nụng na nụng định này. Chị ngài á có mặc cái cỡ quân lưng gính đấy, quân lưng gính thì ốm sạt, hắn tốn đường cong cơ thể, cái mô to cái mô cơ mới trôi cả, nó mặc áo lửng lỡ quân đi đời chơ, bà bá về bèm chứ là mẩn bài chữ ngả bá mẩn bài sinh hài, cha ơi hằn rầy của lẻ em trời em rầy đỏ mặt cả bạn ạ, nên ba phải chắc ta nói lấy tôi khỏe xấu chế, cái nỗi thôi, mặc quân lưng gính là phải mặc theo âu dài, mà ông ngắn phải mặc theo cái quân mới trong kín đạo tí, có như được con gậy mới lớn đây, mặc những cái quân bo. Đùng dưới được 2cm đấy. Hẳn cụi cụi trao ấy, hai cái bồng lồ đít đến rơi ác quế đấy. Không phải hai cái bồng lồ đít mà, cái hai cái chi, hai cái lồ khú, hai cái tê đao. Hẳn đến thì rơi như cỏ hoa rớm, trao ơi, trời ơi, đẹp mỗi đồ bay. Đi đến ngảo nghèo, ừ mới đi đến đây, đi này, thì bạn ngồi cách đít nhầm nhộm lên thì như đứa mặc trồ loay vào quần lọt. Sâu, bối bạc, ôi, đẹp đẻ như vậy, nó đẹp tim mỡ. Đây nào cũng nó thích mà. Những cái đứa này lấy đây nào cũng chỉ thích ngắm hắn ban tán cười. Mẹ cái con này nhìn đi. Chứ nó thích mà các bạn còn đẹp đẹp chứ đâu mà. Ăn mặc cứ thuần phong mỹ tục một tí, không cầm ăn mặc cái răng cả mà đừng có lộ lắng đừng gỗ gì. Táng phục mình phù hợp với hoàn cảnh. Đi biển chứ mà ai nói. Bên đây ở nhà thì thanh thiên bạch nhật đấy cha ơi, chứ đi kia là sinh hải. Có như ba mà con lọt. Dưới con lọt rẻ lắm các bạn ạ, 17.000 cậy. Mặc vào nàng kết hợp cái lỗ hú của mình, cái trại của mình mà nàng hợp. Đừng có để hắn lợi quá. Cháu cho khấu lưng được đoạn mà con lọt đi lưng dài đi ngồi cậy là tròi mẩn đâm mẩn lội là như gần tay là hồng thế cam thế tím thế cha là trời ảo thì ngạn ngồi nơi chuyển đi cụi uồm mà đi này. Ơi ai thịt mông nè, thịt mông nè, thịt mông nhiều mau đi. Xấu lắm, tá phải lừa tròn trang phục con đang cho hợp lý một tí. Đó mọi người đó. Là nặc nhẹ nhẹ cho chị em có thể lên tính nghĩ một tí trong việc lừa tròn trang phục mặc rằng cho phù hợp. Nó đẹp á. Đẹp đẹp chứ, cái này thì có thể là khỏe vì trông, khỏe vì bô, vì chỉ bịch, chứ đó chứ ra khỏe cho thế nào lo chửi. Mẹ cái con nó có cái quần mà mặc hẳn, có cái áo mà mặc thì tóm lại nó rửa, lên mình chầu thì nhìn mình chầu, mình như chủ mình là rây cả bạc. Em chầu em như chủ nghèo, em rây thấy mà. Tên ba phải chắc rây lắm mới ra đấy. Thôi ấy, nó nhèo đó nó. Nó nhè nhè góp ý chân thanh đó. Ai mà đang trụng gặp trường hợp quần đầu thì có thể là à, sửa đồ cái gũ ăn mặc, sửa đồ cái thơi trán. Mũ quần thì lừa cho một tí, ông sạch sàng được để ngồi đời lói. Bởi đi quần thì ông rồng, mũ trao cho chồng nó đến thúi hình lòi ra hình đen ta nói, hình sậu. Thôi, biết rồi đấy. Hay, mãi mà như kiểu mà cái binh xeo ấp ngừa có trở hạ đi mất, hoàn bài đi. Trời ơi, có lè cho con chạy mất dẹp chứ, có đỡ đỡ ông cho con chạy mất dẹp cho có đẹp không không? Chuyên muốn kể là rồi đấy. Thôi đi, ok, bye bye.